Chúng ta có hỏi là chúng ta cầu nguyện qua phép lạ hay là có phép lạ hay là được phép lạ? Chúa sử dụng phép lạ qua gì? Đồ vật và con người. Thứ nhất, Chúa sử dụng cho chúng ta thấy phép lạ qua đồ vật và con người. Thứ nhì là Chúa sức dầu, đó là chìa khóa để chúng ta thấy được cái sự cầu nguyện. Cái sự cầu nguyện phải có sự sức dầu, không có sự sức dầu chúng ta cầu nguyện nó trơ trơ thôi. Dù hai điều này chúng ta phải xoay quanh điều đó tối hôm nay mà chúng ta tập trung như thế này. Thứ nhất, Chúa dùng cái gậy. Cái gậy làm gì? Cái gậy làm gì? Cứ đọc lên nói đi. Đúng vậy, cái gậy làm dùng các dấu lạ. Ok, lâu lâu lại rời cái gậy này cái hả? Ok, Chúa dùng cái gậy. Thứ nhì, Chúa dùng những gì? Cũng cái cây nữa, cái cây quánh bò. Gậy thúc bò đánh giết 600 người Philippines. Samga, đây là một trong những quan sát. Ok, thứ nhì là vẫn dùng cây gậy để đánh. Ok, thứ ba lại vẫn dùng gì? Chứng tỏ là gì? Chúa dùng tất cả mọi dụng cụ, chứ không phải Chúa phải dùng cái cây gậy giống như thế này, lâu lâu cái cây khác, lâu lâu cái cây khác, lâu lâu cái vật khác, không hẳn tất cả phải giống nhau. Thành ra thấy ông kia ông cũng mua cái cây giống vậy, về tôi cũng mua cái cây giống y chang vậy cầu nguyện, sao không thấy gì trơn. Chúa dùng mọi thứ để chúng ta chiến trận. Cái chiến trận trong Chúa nó đặc biệt lắm, chúng ta phải hiểu. Dùng gậy để chiến đấu, dùng gậy để chiến đấu, đó là thứ nhất. Ok, tiếp tục. Xong rồi chúng ta thấy bây giờ dùng tá lả trơn, dùng tùm lum hết. Bây giờ dùng gì? Bây giờ Gideon làm gì? Ông dùng thổi tù tù bà đó là cái cây tù bà là cái Ricola, cái cây nó dài á, ai mà họ uống Ricola đó. Và làm gì? Đồng thời đập bể mình, tay trái cầm đuốc, tay phải cầm tù và hô lớn. So chúng ta làm mọi thứ. Có những lúc chúng ta chiến trận trong cuộc sống mình á, chúng ta dùng mọi cách, có thể la lớn lắm. Giống như nãy anh David hallelujah ngoài kia để mọi người chạy vô. Có những lúc chúng ta phải dùng đủ thứ để chúng ta hành động trong phép lạ của Chúa. Không phải chúng ta muốn quơ gì chúng ta làm gì, nhưng mà Chúa có cách để Chúa hướng dẫn chúng ta. Bây giờ thí dụ trước mắt chúng ta nói, bây giờ chỉ có cái đờn piano thôi, nhưng mà tôi là chỉ đờn guitar, không đờn guitar tôi không đờn. Thì sao? Phải đi tìm guitar? Không, chúng ta có cái piano trước mặt, chúng ta đàn piano. Bây giờ Chúa đưa cái gì trước mặt chúng ta đi cầu nguyện với ai đó. Tôi nhớ hồi đó có chai dầu đi theo, nay quên tuốt chai dầu ở nhà. Giờ không lẽ chạy về nhà lấy chai dầu chạy tới. Chúng ta có thể dùng tất cả những phương tiện để chúng ta đánh trận. Chúa cho phép chúng ta dùng mọi phương tiện, nhưng mà đừng có quá khích. Có những lúc dầu ok thì chúng ta nó hố dầu thôi, xuống dưới bếp mượn chai dầu của ai đang nấu. Nó tầm lem tút lút, nó dơ, nó greasy từ trên dưới, cầm cái chai dầu hồi để tay ta hồi mùa cá chiên. Rồi chúng ta phải biết dầu ở thời xưa đó là họ dùng cái virgin olive thôi, nặng từ cái trái olive ra, chứ không phải dài dầu canola của chúng ta. Ok, nhưng mà không hẳn chúng ta phải làm điều đó. Nếu cái đó là virgin, có nghĩa là chưa ai đụng, thì chúng ta đến, chứ không phải đến đó xin cái chai dầu người ta đang trên cá, mình xức dầu cho người ta. Ok, so cái đó cái khác biệt, chúng ta phải tập thành những cái điều đó. Và Chúa có thể dùng mọi thứ. Có nhiều khi chúng ta dùng những cái tôi thấy những người hay cầm kinh thánh đặt trên người khác, hay là có những số người cầm cái thánh giá để lên khác, mà người khác tưởng đâu đủ quỷ. Thường thường coi trong phim lấy thánh giá để trên người khác là đủ quỷ á, nhưng mà không hẳn phải những điều đó. Bằng tay đầu tiên là đầy đủ, nhưng mà khi chúng ta ở trong Chúa thường xuyên, chúng ta tương giao với Chúa, Chúa sẽ báo cho chúng ta trong linh được. Có những lúc tôi đi đến đầu đến đó tôi biết được, nhiều khi Chúa nói không phải chỉ đặt tay, đặt trên cái chai thuốc hay đặt trên chai dầu gió xanh hay đặt trao gì ấy, để Chúa thánh hóa cái chỗ đó, rồi bắt đầu chúng ta mới cầu nguyện. Đó, những cái lúc chúng ta phải tìm mọi cách để Chúa sử dụng chúng ta. Và cái điều tới là chúng ta có những chiến trận. Tôi đưa những điều này để chúng ta thấy được cái khác biệt. Ok,
ông David, ông dùng cái gì? Ông dùng cục đá với cái đá để giết ông Goliath là người Philistine bự con. Ok. Nhưng mà đâu phải lúc nào ông dùng cái đá để đánh đâu. Lúc bấy giờ người Philistine bự con, ông Goliath bự con dùng cái đá với cục đá đánh. Nhưng mà sau đó ông đánh gục ngã rất là nhiều người. Bốn người Philistine này sinh tại Gát thuộc dòng Rapha, chúng đều ngã gục dưới tay David và thuộc hạ người. Lúc đó ông đâu dùng cái ná bắn nữa. Quý vị biết ông dùng gì không? Đố Kinh Thánh nha. Không có lộn, không giật. MMA Ultimate Fighting. Lúc đó ông làm gì rồi? Dạ yeah. Lúc đó ông có gươm. Thành ra không hẳn lúc đó có gươm, chứ chúng ta nghĩ như ông David đó là xưa. Ồ, tôi nhớ cái ná nó quớt lắm á. Giờ tới làm vua có cái gươm, cái kiếm rồi. Bây giờ không, tôi không chịu. Tôi phải lấy cái ná đó mới được. Có nhiều lúc chúng ta hầu vị Chúa vậy. Tôi phải làm cái đó được. Cái ná cũng vậy. Có những cái mình quen, cái cách cầu nguyện đó mình quen rồi. Nhưng mà không hẳn mình phải dùng những điều đó để có phép lạ. Ông David, ông đánh trận đâu cần phải cái ná lúc đó. Ông đánh hết. Và chúng ta thấy nè, tiếp tục một lần một cái nữa. Thời Môi-se thì sao? Khi mà mọi dân, những người bị rắn cắn, rắn rỏ cắn, Xô bị rắn cắn á, thì Chúa nói sao? Môi-se nói là còn lấy con rắn bằng đồng treo lên, rồi ai nhìn nó được lành. Ok. Thì bây giờ chúng ta cũng vậy. Một trong những một cái những giáo hội sau này từ xưa giờ họ dùng cái câu đó mà họ thờ thần tượng đó, có nghĩa là họ được treo tùm lum trong nhà thờ đó, lý do từ cái câu này ra. Có nghĩa là Chúa cho phép thờ thần tượng, tại vì khi nhìn cái đó được chữa lành. Thành ra người ta lên ở Long Beach có cái hình con sò đó, ta nói sơ sơ người ta nghĩ nhìn cái đó là được chữa lành. Đúng, có xảy ra, nhưng mà chưa chắc từ Chúa. Thành ra chúng ta phải nhớ như thế này, Chúa không hẳn dùng tất cả những điều đó. Chúa nói như thế này, khi sau khi Môi-se làm con rắn, người ta cầu nguyện được lành. Nhưng mà đến thời vua gì? Ê-xê-chia. Ông làm gì? Ông đập nát hết. Cái con rắn hồi xưa của Môi-se để làm hình tượng đó, để mọi người được cứu, để mọi người được chữa lành đó, thì bây giờ tới thời vua này á, ổng phá hủy hết tất cả những điều đó. Chứng tỏ là gì? Chúng ta không được thờ thần tượng. Thấy chưa? Cho nên chúng ta đừng nghĩ đọc một câu Kinh Thánh rồi chúng ta bỏ hết tất cả câu khác, dùng cái đó là một cái tính lý hay là cái chân lý, thì dẫn cả một đoàn dân con chiên đi sai hết. Bởi vì chúng ta chỉ dùng một câu thôi, không thể dùng một câu. Chúa cho những cái hình ảnh đó, nhưng mà Chúa gì? Chúa cắt nó đi. Bởi vì lần hồi sao? Mọi người biến thành thần tượng và họ thờ, họ nghĩ đó là Đức Chúa Trời, họ thấy con rắn họ tưởng là Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta vậy, có những cái hội thánh Tin Lành để cái quyển Kinh Thánh, rồi để cái thánh giá, để lật ra nhà để nha, rồi mọi người vô cái xá ngay cái Kinh Thánh đó. Tôi nói hơi kỳ, tại vì mình đã bỏ đi những cái điều đó mà đi tới đó cứ xá cái cuốn Kinh Thánh, dẫu là cuốn Kinh Thánh nha. Cuốn Kinh Thánh cũng không được làm, tại vì sao? Chúa kêu dẹp hết. Bởi vì chúng ta đặt nó là trọng tâm, chứ không phải Đức Chúa Trời. Chúng ta không thấy Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời ở trong cái cục đó. Đó là cái điều sai của con người. Và mục đích, tại sao cái mục đích? Cho nên có ba câu mà hỗ trợ với nhau. Thứ nhất, Chúa kêu có con rắn, hình con rắn, nhìn nó được chữa lành, đơn sơ thôi. Rồi Chúa cho gì? Chúa kêu dẹp nó đi. Không được, bởi vì mọi người cứ để ra hình tượng. Nhưng mà cái mục đích chính là gì? Đây là cái gì? Ứng nghiệm. Nhớ, những gì Chúa làm, Chúa đều có sự ứng nghiệm. Lời của Chúa phải ứng nghiệm. Cho nên Chúa làm điều đó để người ta thấy điều đó. Rồi lần hồi đến thời Tân Ước là thời Chúa Giêsu, Chúa Giêsu treo trên thập tự giá. Đó là sự ứng nghiệm của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải rõ điều này. Chúa lập nó lên để ứng nghiệm lời của Ngài, chứ không phải Chúa lập nó lên để cho chúng ta thờ nó. Chúa lập tất cả những gì mà chúng ta thấy trước mắt này, chúng ta để Chúa ứng nghiệm.
Giống như Chúa lập hội thánh cũng vậy. Chúng ta không có nghĩa là tôn thờ một hội thánh đó, nhưng mà Chúa lập hội thánh đó để ứng nghiệm là Đức Chúa Trời hứa cho hội thánh đó. Đó là những điều mà chúng ta phải biết. So bây giờ chúng ta thấy được điều này thì đời sống chúng ta phải hiểu được và đi sâu vào. So vấn đề cuối cùng chúng ta thấy nè, có những lúc Chúa làm phép lạ giống như là Chúa ngừng mặt trời lại. Chúa làm phép lạ để ngừng mặt trời lại để cho ông lành. Đúng quý vị, ông này, ông này, ông nào? Ông AC chia, ok, cho hình chút xíu. Chúa, sao? Ta sẽ làm cho bóng mặt trời đã chiếu xuống, các bậc của đồng hồ mặt trời của A Cha lui lại 10 bậc. Vậy trên đồng hồ mặt trời, bóng mặt trời đã lui lại 10 bậc mà nó đã qua đi. Thì đây là lý do mà Chúa chữa lành. Bây giờ Chúa chữa lành gì? Chúa chữa lành dùng cái trái, trái gì? Trái vả, dắt cái ôi nó ra, ôi mà nó dắt nó ra, đắp lên để chữa lành. Trong Tân Ước chúng ta thấy có điều gì mà Chúa chữa lành? Chúa Giêsu vẫn gì? Lấy bùn. Thành ra tại cái khác biệt, hồi có những người nó hồi xưa nhớ Chúa lấy trái vả dắt ra đắp, mà giờ sao Chúa Trời phun nước miếng đắp? Hơi lạ phải không? Tại sao vậy? Giờ đã câu hỏi nha, mấy cái thằng học gia giờ đã câu hỏi tại sao Chúa không dùng giống vậy, tại vì cái kia gớm quá. Cái phần đầu của ước thấy được hơn phải không? Nhưng mà coi tới nè, mấy cái câu này tôi nghĩ mọi người đều biết cái câu chuyện, cho nên tôi đi nhanh qua, nếu ai biết về đọc lại. Ok. Sau khi vào nhà, hai người mù đến ngài, đến Giêsu phán họ rằng: các con phải tin ta làm được điều các con ao ước không? Họ đáp: thưa Chúa, con tin. Ngài chạm vào mắt họ và phán: các con tin để thi thể, tin thể nào thì sẽ được thế. Bây giờ cái phần đầu á, chúng ta thấy câu trong của ước, Chúa dùng cái trái vả, dầu trái vả đắp để được chữa lành. Trong Tân Ước Chúa Giêsu dùng bùn phun nước miếng vô đắp chữa lành. Tới cái khúc này á, Chúa hỏi tin không được lành. Khác biệt ba đó là gì? Chúng ta thấy cái khác biệt giữa ba phần khác nhau vẫn giống nhau nha, vẫn vấn đề Chúa chữa lành giống nhau, nhưng mà ba điều đều được lành rồi á. Thì gì? Ngài chạm vào mắt, đặt tay thôi. Vậy cái nào work? Bây giờ thí dụ như chúng ta nè, hồi xưa giờ á thì chúng ta quen ai đặt tay hay là ai làm điều gì đó thì nó được lành. Còn bây giờ làm không giống đó thì được lành không? Phần đông chúng ta nói là đức tin phải không? Nhưng mà đức tin, nhưng mà Chúa vẫn dùng những cái dụng cụ, những vật dụng con người. Lạ như thế này, nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ đức tin thôi, nhưng mà Chúa dùng những điều đó nó thích hợp cho lúc đó. Cho nên lúc đó chúng ta có thể cầu nguyện khác nhau. Thí dụ người Việt Nam chúng ta cầu nguyện có thể khác, người Mỹ chúng ta cầu nguyện khác, người phụ nữ cầu nguyện khác, người đàn ông cầu nguyện khác. Chứ không phải giống như mọi người dạy là phải đặt tay, đau chỗ nào đặt chỗ đó. Bây giờ chúng ta ứng dụng vậy là rất nguy hiểm. Bây giờ mấy ông thầy Việt Nam cũng chơi cái chiêu đó đó, toàn là chữa mấy cô trẻ thôi à. Thế nên chúng ta phải nhớ như thế này, có những lúc Chúa không cần chúng ta đặt tay. Chúa nói con đi ăn cái gì đó đi. Có lần có người bệnh tật này nọ đó, không phải Chúa không chữa, nhưng mà lấy ly nước uống cái hết. Có những lúc chúng ta đưa ly nước uống hết, chứ không phải chúng ta đặt tay cầu nguyện mới hết. Có những lúc chúng ta nói giờ ngủ đi hết, đi ngủ đi sẽ được lành. Có những lúc như thế đó. Rồi có những lúc chúng ta nói phải chờ đi ra biển đi, được lành. Rồi có những lúc chúng ta không làm gì hết vẫn được lành. Bởi vì Chúa chữa lành là chữa lành ai? Chúa chữa lành cái người đó, mà cái mục đích của Đức Chúa Trời làm việc lạ để trên cái người đó, để danh Ngài tỏa sáng trên người đó, chứ không phải bà con. Tại vì chúng ta nhớ nè, không hẳn là Chúa chữa lành cái người đó đó là bà con bạn bè chúng ta thấy sự vinh hiển của Chúa đâu. Họ không thấy đâu.
Cái người thấy là cái người đó tin mới thấy, cái người không tin họ không thấy. Chúng ta làm chứng với họ, họ trơ trơ à, họ không khe trơn đó. Ồ, nhắc bác sĩ ông làm nhẹ, nhờ chemo, nhờ cái gì đó, họ sẽ biến cải những điều đó. Chúng ta những người trong gia đình chúng ta đã từng kinh nghiệm rồi, phải không? Chúng ta ráng cố gắng nói về những cái sự chữa lành của Chúa đó, họ đâu tin đâu. Bệnh vẫn bệnh. Thành ra trong ngũ tuần ta thấy một số người cũng đi ra ngoài đường cầu nguyện đó. It's good, chúng ta nên làm. Nhưng mà có những cái á, mà không được lành á, bởi vì lý do như thế này. Họ không muốn cầu nguyện. Có những người họ không muốn cầu nguyện. Tôi đặc biệt như thế này. Quý vị thấy tôi rắc rối lắm. Okay. Ai không kêu tôi cầu nguyện, tôi không cầu nguyện. Ai không nhờ tôi cầu nguyện, tôi không cầu nguyện. Bởi lý do như thế này. Cái người nhờ đó, tôi cầu nguyện á, là người đó tin. Còn tôi tới, tôi nói, ô để xin cho tôi cầu nguyện. Nó không work. Cái người nào kêu tôi cầu nguyện, work. Khác biệt rồi đó. Cho nên Chúa đến á, chúng ta sẽ, chúng ta cậy Chúa, thì Chúa sẽ làm điều đó. Những điều chúng ta thấy Chúa làm đặc biệt khác nhau. Vậy thế thì tại sao Chúa phải cần cái gậy con rắn, hay là cái ná, hay bất kỳ cái điều gì đó? Tại sao Chúa phải dùng cái đó? Bởi vì Chúa dùng những điều đó dựa trên đức tin của chúng ta. Chúng ta tin những cái việc đó, thành ra Chúa phải dùng trên những điều đó để chúng ta tin. Thí dụ có những một số người phải bước đứng ngay chỗ này thì mới được chữa lành. Đứng ngoài kia chưa chắc chữa lành. Bởi vì ở chỗ này chúng ta tin là có sự chữa lành thì chữa lành. Không có sai. Chúa ứng dụng theo thích hợp của từng đức tin của họ. Và đức tin họ cao cỡ nào, bự cỡ nào, lớn cỡ nào thì Chúa sẽ sử dụng theo kiểu đó. Giống như kỳ đi lên trại kỳ rồi á, chỉ có buổi sáng thôi khoảng 20 người làm chứng là được Chúa chữa lành. Nhưng mà trong khi đó đó, ông mục sư ở tại hội thánh đó cầu nguyện muốn gãi lưỡi luôn, không được lành. Bởi sao vậy? Bởi lên đó họ biết được, cái lúc đó họ biết riêng ra, và Chúa đã tái tạo một cái tâm linh của họ đó được trong sạch hơn, không có bị interfere tất cả mọi thứ, và Chúa sẽ hành động lại được, và Chúa sẽ dùng bất cứ điều gì. Nhiều khi chúng ta lấy cục đá đặt đầu họ cũng không lành. Yeah. So cái cách của Chúa, chúng ta đừng để limit bất cứ điều gì để thấy phép lạ. So thứ nhất là Chúa sử dụng gì? Con người và động vật. Đừng deny gì đó. Chúa có thể sử dụng bất cứ điều gì. Ok. Điều thứ nhì, chúng ta biết cái sự sức giàu rất là quan trọng. Bây giờ đặt câu hỏi, Chúa sức giàu để làm cái gì? Và Chúa sức giàu ai? Ok. Bây giờ được đặt câu hỏi. Nhiều khi chúng ta nói Chúa sức giàu. Thứ nhất, Chúa sức giàu duy nhất để gì? Để gánh lấy, cắt khỏi hết những cái gánh nặng trên cuộc sống, đó là tội lỗi. Cái sự sức giàu của Chúa đó là trên cái người mà cầu nguyện cho chúng ta đó để giải cứu mình. Cho nên chúng ta cần người giải cứu mình như vậy. Đầu tiên, cái người đó mà nói được Chúa sức giàu á, là người đó có ân tứ để giải cứu người khác. Đó là bước đầu tiên. Chúng ta không thể giải cứu thì chúng ta không thể sức giàu, chứng tỏ là chúng ta được sức giàu. Hay là chúng ta cầu nguyện sức giàu mà chính chúng ta chưa giải cứu, chúng ta cũng chưa được sức giàu. Tại có nhiều khi chúng ta đòi giải cứu người khác nhưng mà chính mình cũng chưa giải cứu. Thì làm sao mình sức giàu được, không? Vậy làm sao mình biết mình đã giải cứu rồi? Cái giải cứu đầu tiên á là mình có tin Chúa xác quyết chưa? Tại có những lúc chúng ta tin Chúa nhưng mà cũng tin nhiều thần khác nữa. Cầu nguyện đâu kêu xin thiên sứ nữa chứ. Tại Chúa kêu không đủ, nghĩ xin thiên sứ. Rồi có người xin thiên sứ cao hơn, kêu thiên sứ trưởng Michael. Nghĩ đó là có thể làm được. Nhưng mà thật sự cái đầu tiên Chúa kêu chúng ta, thật sự chúng ta có được cứu chưa? Cái đó đầu tiên. Cái thứ nhì mà người đó có sự sức giàu á, là họ giải cứu cái đời sống, cái lối sống cũ của họ. Có những lối sống cũ chúng ta nên nhớ, có những điều chúng ta tội lỗi chúng ta không thấy, nhưng mà sau khi được sức giàu á, Chúa cho chúng ta thấy cái tội lỗi đó mà chúng ta chừa nó.
Coi những người tin Chúa rồi, chúng ta vẫn không thấy cái tội đó, thấy nó bình thường. Và chúng ta lặp đi lặp lại, nó bình thường. Chuyện đó là chuyện hiển nhiên thôi. Rồi cứ xin Chúa, Chúa ơi con yếu đuối, con không thể làm được, xin Chúa giúp con. Nhưng mà Chúa nói Chúa đã giúp con rồi, Chúa đã cứu con rồi. Nhưng mà chúng ta, chính chúng ta phải giải cứu. Thì bắt đầu sự giải cứu đó, thì cái chữ này dịch hơi sai nha. Vì sự béo mập của con, có người á, cái này là cái yoke of slavery. Đọc tiếng Anh nó dễ hiểu hơn. Tiếng Việt dịch ra gì? Ách sẽ bị gãy vì sự béo mập của các người á. Tôi để đó cái hiệu đính á. Chứ không phải Chúa giải cứu cái béo mập của các người. Ok. Cho nên được cầu nguyện giải cứu cái đó, nó không work đâu. Nhịn ăn thôi. So, break the yoke of slavery là sự gì? Nô lệ. Chúa phá sự nô lệ. Tôi để đây để mọi người thấy. Ok, bắt đầu bước vào sự sức giàu nha. Đầu tiên, người đầu tiên được Chúa sức giàu là ai? Aaron. Aaron là người Chúa đầu tiên sức giàu để làm gì? Thầy tế lễ. Mà thầy tế lễ làm gì? Thầy tế lễ đó là người đến thẳng với Đức Chúa Trời. Có những người cầu nguyện với Chúa nhưng mà không dám cầu nguyện đến thẳng với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện qua các thánh. Cầu nguyện qua ông nào đó. Xin ông nào đó cầu nguyện qua. Bởi mình chưa thánh đủ thì chúng ta chưa được đi bước nào hết đó. So, cái đầu tiên mà sự sức giàu á là chúng ta phải mặc vào những lễ phục, trồng vô cái áo, đội cái nón vô. Cái trang phục nghĩa là gì? Chúng ta nhớ thầy tế lễ thương phẩm, những cái trang phục đó những cái hình tượng, hình bóng khác nhau phải không? Chúng ta nhớ mường tượng, đây ai cũng biết thầy tế lễ mặc đồ như thế nào. Tất cả những điều đó theo cách của Đức Chúa Trời chỉ dẫn, chứ không phải muốn mặc cái gì mặc vô. Chúng ta không thể nghĩ là chúng ta sẽ mặc cái bộ đồ đó vô rồi chúng ta có thể là thầy thượng tế lễ thượng phẩm đâu. Nhiều người mặc những cái đồ vô nó chối. Nó chối thật chối. Không, chúng ta phải được sự đầy dẫy của Chúa để Chúa hướng dẫn chúng ta đi đúng. So, đầu tiên là thầy tế lễ là được sự sức giàu. Ok, ai sức giàu đầu tiên để làm vua? Saul. Saul được sức giàu để làm gì? Đầu tiên làm gì? Biến đổi lòng ông. Saul vừa quay lưng đi khỏi Sa-mên thì Đức Chúa Trời biến đổi lòng. Chúng ta thấy cái sự sức giàu á, Chúa biến đổi như thế nào? Làm sao chúng ta biết được? Chúng ta biết và người chung quanh biết. Còn mình nói mình được Chúa biến đổi mình á, mà người chung quanh nói tôi đâu thấy gì đâu. Nó cũng gian lận giống như chàng nhau. Sự sức giàu á, là đầu tiên á, mình biết và người chung quanh thấy được. Ok, đó là nhớ tôi lặp đi lại để cho chúng ta. Đầu tiên, ok, để được ứng nghiệm lời Chúa chứ sức giàu làm gì? Bước tới, thì khi Chúa biến đổi á, thì cái bước cái gì à? Thần của Đức Giê-hô-va sẽ tác động trên, này là đang nói về Sao-lơ á, mạnh mẽ và nói gì? Tiên tri, rồi sẽ được biến đổi thành một người khác. Một người khác, dịch này nó hơi lãng quạng, thế một người khác, tưởng đâu người nó hơi, không phải. Một người khác có nghĩa là không phải một con người cũ nữa. Ông trở thành một con người mới, ông nói chuyện không nói tiếng Đan Mạch nữa, có thể là vậy, thí dụ vậy đó. Hồi xưa mở lên nó tiếng Đan Mạch. So, đầu tiên khi mà chúng ta được sự sức giàu á, Đức Thánh Linh tác động cho chúng ta. Ok. Và chúng ta nói tiên tri. Chúng ta đã học năm bài tôi nói về lời tiên tri rồi phải không? Lời tiên tri là lời khích lệ, lời tiên tri đó là lời gây dựng, lời tiên tri đó là lời của Đức Chúa Trời, lời tiên tri đó cùng mục đích của Đức Chúa Trời, lời tiên tri đó để ứng nghiệm của lời của Đức Chúa Trời. Đó là lời tiên tri. Những người có sự sức giàu được tác động để nói tiên tri. Nếu mà chúng ta không nói để những sự ứng nghiệm của Đức Chúa Trời, hay chúng ta nói những điều đó không khích lệ, hay nói những điều đó mà khiến người ta không có biến đổi người khác. Tại vì Chúa biến đổi mình thì mình phải ảnh hưởng biến đổi người khác. Đó là sự sức giàu. Cho nên không phải mục sư hay là ông này được phong chức hay là được đặt lên đó đổ nguyên chai dầu. Chúng ta khoan nghĩ chứ cái gì đang để. Tôi biết nhiều người đang tưởng tượng chuyện đó. Ok. Bỏ chuyện đó qua đi. Ok. Bây giờ trước nhất mình đi giữa từng bước này để chúng ta thấy được mình có sức giàu không. Nhiều khi mình ngồi đó là tín đồ, nghĩ là mình tín đồ bình thường nhưng mà mình được sức giàu đó nha. Ok. Mình không phải bình thường đâu.
mình theo Chúa là sự phi thường. Nhưng mà có một điều như thế này, ông Sauler đó, chứ sức giàu không rồi ông trốn. Có nhiều chúng ta ở trong Chúa, chúng ta trốn được Chúa sức giàu đó. Tôi nói trốn này không phải là ok được Chúa sức giàu rồi tôi đi làm mục sư. Không, trốn là trốn sự hầu việc Chúa đó. Được Chúa cho mình ban ơn rồi, mình bắt đầu hầu việc Chúa. Nhưng mà ông Sauler ông làm gì? Ông ẩn trong đồ, đống đồ bạc kia. Họ chạy đến đó, nó đem ông ra. Sauler đứng giữa dân chúng, ông cao hơn mọi người, ông bự con nhậm món chui trong đó trốn được. Ra ngoài đứng cao chồng nhồng vậy đó, kéo ông ra. Chúng ta đôi khi chúng ta có những cái ơn của Chúa, chúng ta muốn làm chuyện mà không được sức giàu, thành ra người ta không thể trọng dụng mình được. Mình được trọng dụng bởi Đức Chúa Trời cho chúng ta cái sự sức giàu, và chúng ta hầu việc Chúa trong cái sự sức giàu đó. Không phải tất cả mọi người phải đứng giảng, không phải tất cả mọi người phải nấu ăn ấy kia, không phải mất tất cả mọi người đứng đây hát, không phải tất cả mọi người đều giống nhau. Chúa cho chúng ta sự sức giàu mà chúng ta chạy trốn giống như Sauler ngồi chui nót, xong rồi người ta phải kéo ra thấy ồ này có ơn nó, giờ 10 năm nay giấu trong đó. Và sự sức giàu là chúng ta hầu việc trong cái điều mà Chúa cho chúng ta ban ân tứ của mình. Ân tứ của mình là gì? Giờ đặt câu hỏi ân tứ của mình, what is your gift? Mình dùng đó ở tại sở làm được không? Có dùng thường không? You use at your works. Tại vì cái đầu tiên á, cái công việc làm của mình một ngày mình chiếm cái thời gian rất nhiều, chứ không phải ở nhà thờ này. Ở trong nhà thờ chỉ có một tiếng đồng hồ, đó không phải là hầu với Chúa đâu. Hầu với Chúa mỗi ngày mình lại làm 8 tiếng đồng hồ, mỗi tuần lễ 40 tiếng đồng hồ. Cái sự sức giàu của Chúa để mình hầu với Chúa trong cái phương diện đó đó, thì mình có làm bao nhiêu trong đó. Tôi này tôi nói thí dụ chứ sao này, no offense on nursing. Ok, có những người nurse á, chúng ta làm chắc nói là hiểu, có những người nurse á, chúng ta thấy mắc sợ. Mà có những người nurse á, chúng ta muốn người đó phục vụ. Ai nằm trong bệnh viện biết, lúc nào cũng muốn cái người nurse tới, phải không? Còn có những người nurse á, thấy mặt cái là người đó muốn xỉu rồi. Chạy rồi, tại nó làm nhục nhật 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 như này, nó giật người ta giống như giật heo vậy đó. Còn những người nurse nó rất là dịu dàng, thì người ta sẽ thấy những điều đó, người ta sẽ hỏi ai vậy, thì chúng ta nói đó là con cái Chúa. Rồi người đó sắp sửa qua đời thì mình đến đó mình đặt tay cầu nguyện, ồ quá hôm đó không biết cầu nguyện con cái Chúa. Chúng ta thấy không, có những điều chúng ta có thể, đó là sự sức giàu của Chúa đó. Thay vì đó chúng ta trốn trong kia xong rồi lôi ra. Nếu mà đã trốn Chúa thì có cái thói quen để trốn Chúa. Thì Sauler tuy bắt đầu được sự sức giàu, hầu với Chúa rất là tốt, đánh Philippines chạy rót rót, nhưng mà cuối cùng sao? Ông làm Chúa thất vọng. Sauler là một người có ơn, nhưng mà cuối cùng Chúa thất vọng. Thì Chúa mới gì? Chúa sức giàu cho người tới, đó là David. Thì David chúng ta thấy nè, đây là một người được sức giàu, đó là người chăn chiên thật. Người chăn chiên thật, khi ông hỏi, nếu mà gì, con sói, coi gì, đây nè, sư tử, nếu có sư tử hay gấu đến tha một con chiên trong bầy, thì con làm gì? Con đuổi theo nó, đánh nó, giật chiên khỏi mõm nó, nếu nó chống cự, con nắm râu nó, và đánh giết nó đi. Đó là người hầu vị Chúa. Chúng ta giành giật những con chiên, không phải giành giật tín đồ. Giành giật con chiên như thế này, có những, tôi biết thật sự có những hội thánh is dying, chết, giảng những điều người ta đi theo cả chục năm trời mà đi vô chỗ nào cũng cảm ơn trời Phật. Tín đồ 20 mấy năm đứng trước hội thánh cảm ơn trời Phật, không hiểu. Rồi bệnh tật cũng đi cầu nguyện, xong rồi sao cũng đi ra ông kia ông tiêm bà cái bùa trong đó đó. Thành ra những cái lúc mà chúng ta phải nhớ, chúng ta phải chống cự nó, mà chúng ta là những người được Chúa sức giàu, thì chúng ta thấy con chiên nó mà bị sói đến đó, giật nó ra.
Bây giờ thành ra tôi không sợ mà chúng ta giật tín đồ hay giật thành viên vậy đó. Cái người đó đang chết á, đang chết thuộc linh á. Tôi biết có những người thấy vậy nhưng mà thuộc linh đang chết, giật ra liền. Tại vì họ không được mạnh mẽ là họ chết. Chiến trận này là càng ngày nó càng nặng hơn. Chúng ta mỗi giờ thời đại này á, nó mỗi ngày chúng ta phải đối diện càng rất là nặng. Chúng ta không phải đối diện bình thường đâu. Nó tinh vi hơn hồi xưa. Hồi xưa ma quỷ nó hiện thân mình thấy được. Ok, nó hiện hình mình đo thấy đủ được. Bây giờ nó tinh vi hơn. Nó nằm trong virus gì á, chúng ta không biết. Nó nằm trong computer gì chúng ta không biết. Nó nằm trong tâm lý học chúng ta không biết. Và nó nằm trong cả xã hội trường học mà chúng ta không biết. Chúng ta phải giật nó ra. Mà chúng ta phải làm như thế nào? Nghe lại nè nha. Con đánh nó, con giật chiên khỏi mỏm nó. Nếu nó chống cự, con nắm râu nó, đánh giết nó đi. Đầy tớ về hà đã đánh chết cả sư tử và gấu luôn, giết luôn con ma quỷ. Ok, vậy thì tên Philippines không chịu cắt bì kia cũng sẽ gì? Đồng số phận đó, giết luôn. Có nghĩa là khi mà Chúa nói tiêu diệt, đây là hình bóng của tội lỗi. Khi mà tội lỗi, chúng ta phải tiêu diệt nó, giết tất cả kẻ thù nó. Bây giờ kẻ thù chúng ta là ai? Kẻ thù chúng ta, rồi khi chúng ta không thấy nó là một cái sự vô hình mà chúng ta không biết được. Chúng ta đánh như thế nào? Chúng ta giành giật như thế nào? Con cái chúng ta, Chủ nhật này tôi sẽ đi qua một cái loạt bài là sự sợ hãi vì gia đình. Tôi sẽ bước qua cái loạt bài đó. Cũng là sợ hãi. Nhưng mà bây giờ tôi muốn hình chút xíu như thế này. Tại sao có nhiều gia đình thất vọng con cái khi nó ra trường high school? Bởi vì chúng ta không phải chúng ta nuôi nó tốt đâu. Có nhiều gia đình theo Chúa, nhưng mà thật sự mình chiều con mình, nhưng mà không nghĩ đến sự đụng chạm của Đức Thánh Linh. Giống như tôi giới thiệu những cái chương trình mà đi trại này nọ đó, tuy chúng ta thấy vậy nhưng mà Chúa đụng chạm. Chúng ta bỏ con cái mình ở nhà là chúng ta đang giết nó. Chúng ta không ngờ là chúng ta đang giết nó. Có những chương trình mà Chúa đầy dẫy cho nó, chúng ta không dẫn nó đến, mà chúng ta dẫn nó đến một cái nơi nào đó nó comfortable, là chúng ta đang giết nó. Bởi vì sao? Khi một đứa mà được Chúa đụng chạm rồi, nó có lên college, nó học philosophy, như học triết lý ở ngoài đời đó, nhưng mà Chúa ở cùng nó, Chúa đã đụng chạm một ngày nào đó, Chúa đã thay đổi nó rồi, chúng ta không lo nữa. Còn bây giờ chúng ta chỉ tạo nó là một cái tín đồ bình thường ngoan đạo đó, thì lên đó sao? Nó sẽ đặt câu hỏi. Hồi đó giờ sao tôi chưa suy nghĩ ra chuyện đó, nghe giờ thấy cái đó phân quá tôi chạy theo. Tôi có một người bạn, ông mục sư này rất là giỏi á, mà con lên tới đại học bỏ Chúa. Bởi vì lý do thế này: chúng ta chỉ muốn nó hầu vì Chúa, nhưng mà chúng ta không muốn nó đụng được Chúa, đụng chạm. Những lúc mà Chúa, chúng ta thấy nè, trong hội thánh cầu nguyện, Chúa có đụng chạm nó chưa? Chúa có đầy dẫy thù linh chưa? Nếu mà nó chưa đó, thì chúng ta có đầy dẫy chưa? Giống như mình muốn con mình để được sự đầy dẫy, được khởi sự nói tiếng mới, cầu nguyện trong tâm linh đó, mà chính mình đâu cầu nguyện trong tâm linh đâu. Tiếng mới mình đâu cầu nguyện đâu. Thành ra mình đâu đầy dẫy sao đổ qua nó. Mình phải đầy dẫy thì mình mới tràn qua nó. Mình không đầy dẫy thì cứ nói ồ cái đó của Ngũ Tần, cái đó là của một cái giáo phái thôi. Sai. Quý vị đọc Kinh Thánh lại đi. Tại chúng ta suy nghĩ đó là suy nghĩ sai. Chúng ta bị brainwash một cái thần học sai. Chúng ta cầu nguyện trong tâm linh, cầu nguyện tiếng mới là cầu nguyện được sự đầy dẫy. Đó là chấm dứt. Period. Không có negotiate với tôi. Bởi vì khi mà chúng ta không để cho nó được đầy dẫy trong thánh linh, để nó khỏi sự nói tiếng mới á, thì nó sẽ không bao giờ được Chúa đụng chạm. Mà nó không được Chúa đụng chạm á, thì một ngày nào đó nó sẽ cưới một thằng, một người mà dân ngoại, thì nó sẽ bỏ Chúa thôi. Tại khi mà chúng ta có Chúa rồi đó, nó sẽ không bao giờ bỏ đâu. Cái người tin Chúa thật không bao giờ bỏ. Thứ nhất, cầu nguyện á, luôn luôn có phép lạ. Mỗi lời nói ra từ miệng chúng ta là phép lạ. It's a miracle words. Mỗi lời nói từ miệng chúng ta phát ra là phép lạ. Mà nếu đó là phép lạ thì Chúa sử dụng bất cứ điều gì mình nói. Thí dụ mình nói cái đó, cái bàn, cái tay, cái chân, cái điều gì đó đó, đó là phép lạ.
Chúa sẽ kêu chúng ta có thể giống y như những cái câu chuyện mà chúng ta thấy, có thể là lấy dầu dắt lên người đó, có thể sức dầu, có thể là cái khăn, giống như trong Tân Ước Chúa đi qua cái giặt áo của Chúa cũng được chữa lành, hay là cái khăn cũng được chữa lành, hay là bất cứ điều gì cũng được chữa lành. Nhưng mà phải được gì? Cái người đầy dẫy mới nghe được tiếng Chúa nói điều gì. Còn mình không đầy dẫy, mình bắt chước theo kia, thấy kia cũng lấy cái khăn đó. Hồi trên tivi có cái ông này chuyên buôn bán mấy cái khăn á, không biết ai có quen nó, ông sư gì á, ông gọi là handkerchiefs á, ông bán ông giàu luôn á, ai nấy mua cái khăn với chai dầu của ông, riết ông giàu ha, mà thấy bệnh thì không hết. Chúng ta không hẳn để dùng một cái đồ đó, nhưng mà chúng ta phải biết những gì mà chúng ta được sự đầy dẫy á, Chúa sẽ nói cho chúng ta, không hẳn là mục sư nói. Và cái cuối cùng, cái sự đầy dẫy á, không ngoài sự sức giàu. Sự sức giàu không phải là sức chức vụ. Chức vụ là cái bổn phận, nhiệm vụ để chúng ta hầu vị Chúa. Nhưng mà sự sức giàu là cái linh nghiệm mà Đức Chúa Trời biệt cho chúng ta để thực hiện. Nếu mà chúng ta được sự sức giàu, đặt câu hỏi, tôi có được sự sức giàu? Đúng. Khi mà chúng ta được sự sức giàu, chính chúng ta là thay đổi. Chúng ta được biến đổi chính mình. Và không phải mình thấy, nhưng mà mọi người xung quanh sẽ thấy, ồ, tôi thấy được ơn. Tôi thấy lần này thấy thay đổi nhiều. Tôi thấy hồi năm trước với năm nay thấy thay đổi nhiều đó. Bây giờ con người mình biến đổi đó. Mình không suy nghĩ về mình nữa, mà mình suy nghĩ về mọi người xung quanh mình. Bây giờ mạnh dạn được không? Bây giờ chúng ta tập tành nha. Đi ra ngoài, thấy ai đó có nhu cầu, chúng ta lại hỏi nói, do you need help? Có cần tôi giúp điều không? Khi họ cần điều gì, cái đầu tiên chúng ta làm gì? Ôi chỉ đầu này chỉ được cái thôi. Cầu nguyện. Cầu nguyện là đầu tiên. Khi chúng ta đã cầu nguyện rồi thì những điều kia chúng ta sẽ thấy. Cầu nguyện Chúa, xin Chúa khai phóng những gì con không biết á. Xin Chúa cho con biết để con nói ra điều đó đó, thì con giải cứu những người xung quanh, kể cả những người chúng ta làm chung á. Họ nhiều khi họ có những cái tánh á mà chúng ta nói này kỳ cục quá, thôi tôi nghỉ chơi. Không. Có nhiều khi họ bị trói buộc, bị ràng buộc điều đó gì đó đó. Họ bị điều gì đó đó mà chúng ta không thấy. Nhưng mà chúng ta cầu nguyện đủ để chúng ta thấy được điều đó đó, thì chúng ta sẽ giải cứu họ. Mà nếu mà nên giải cứu họ chứ đừng quên mình nha, giải cứu mình trước nha. Lợi đó họ lây mình hay mình lây họ, mình phải ảnh hưởng họ, giải cứu chính con để cho con có sự khôn ngoan, sự sáng, thì bước đi đó thì đó là cái điều mà Chúa làm. Hai điều chúng ta nhớ: phép lạ không có limit. Thứ nhì là sự sức giàu. Chúng ta phải có, là con cái Chúa phải có sự sức giàu, chứ đừng chờ là mục sư mới có sự sức giàu. Là con cái Chúa, tôi lập điều là con cái Chúa sẽ được sự sức giàu, bởi sự sức giàu đó đến từ Đức Chúa Trời.